Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình góp nhận 25 triệu token có cái hiệu là Safimon Ad. Thì token này nó cũng tương tự như Safimon Semi Safimat các bạn. Thì hiện tại con này nó trong còn 2 ngày nó sẽ bán hàng trong chương trình giá phi sale nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sau kênh Telegram đó. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow, like và tweet tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Theo dõi xong các bạn like nè các bạn. Các bạn trình dẫn với bài viết ra game nè. Rồi các bạn tan 3 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tweet nè. Sau khi tweet lên xong thì các bạn bắt đập lên form nè các bạn. Máy này sao kỳ ta, bấm trở về sao nó nhăn luôn ta. Rồi nha các bạn bắt đắp làm cái link form mà. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền là địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nè. Cộng anh 1133 nha các bạn. Tiếp tục dòng thứ hai thì các bạn điền gửi làm cái link tweet các bạn đã sell nè các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Tại sao mất ra tay. Rồi trên Twitter thì bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nữa các bạn. Bạn nhấp vào hồ sơ nữa. Các bạn chia sẻ cái bài tweet này nè các bạn. Các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đắp lại. Rồi các bạn mở link form lại nè các bạn dán ở đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền chủ du verifarm invite Telegram này thì các bạn điền giúp mình cộng anh 1133 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè. Rồi nha các bạn lướt xuống các bạn copy địa chỉ Smart Chain BNB này các bạn sẽ chép địa chỉ dưới này nè, các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn mở cái link form lại nha các bạn. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm gửi lên xong các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 25 triệu token có cái hiệu là Safimon App. Để đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.